Bí quyết thành công xin kính chào quý vị và các bạn. Bạn đang dùng điện thoại gì? Trong số các bạn có ai dùng Bphone hay là Vsmart hay không? Bạn đang đi xe gì? Có ai đi xe điện hay là ô tô của VinFast hay là từ hãng xe Việt Nam hay không? Bạn đang mặc quần áo gì? Có bạn nào đang mặc quần áo do Việt Nam sản xuất hay không? Trong những thứ bạn đang dùng, có mấy sản phẩm là hàng của Việt Nam? Có một điều dễ nhận thấy là người Việt dùng rất ít hàng Việt. Thế mới nói có những đợt kêu gọi của chính phủ, người Việt hãy ưu tiên dùng hàng Việt. Phải chăng doanh nghiệp Việt quá yếu khi để các tập đoàn nước ngoài lấn lướt ngay trên sân nhà? Hay là vì người Việt không thích dùng hàng Việt? Và ngày hôm nay thì hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu vấn đề này các bạn nhé. Mời tất cả các bạn đón xem video ngay sau đây. Nhìn ra ngoài đường phố, xe máy thì toàn nhãn hiệu Yamaha, Honda hay Suzuki. Xe ô tô thì Mazda, Ford, Honda hay là Toyota. Điện thoại thì sao? Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei. Vậy thì tiền của người Việt chảy đi đâu? Chảy đi Nhật, đi Hàn, đi ra các nước ngoại quốc chứ đi đâu nữa? Đi ra nước ngoài, thấy nước mắm nhãn hiệu Việt nhưng lại gốc Thái. Tiếp nữa, sau khi Big C về tay người Thái, các nhà sản xuất Việt dần bị đẩy ra khỏi kệ, rồi họ lại hô hoán kêu than. Khi ấy, luật chơi có còn trong tay chúng ta đâu. Ngay trên sân nhà, chúng ta còn chả thiết lập được luật chơi của chúng ta nữa, vì chúng ta đâu có muốn người khác giàu hơn mình. Quốc gia mới chập chững bước đi mà lại muốn làm cái gì cũng phải tốt nghe được, có phải thánh gióng đâu chứ. Bạn đã thấy tập đoàn lớn nào sản phẩm tốt ngay từ những bước sơ khai hay chưa? Apple đã từng phá sản và bị cộng đồng suýt tẩy chay vì những lỗi ngớ ngẩn từ các thời iPhone đầu. Trong quá khứ, Grab được coi là kẻ bắt chước Uber, nhưng giờ đây thì Grab đã đa đít Uber ra khỏi thị trường. Samsung hay LG từng được coi là phiên bản lỗi của Nokia, nhưng giờ thì chúng ra sao các bạn cũng đã tự nhìn thấy rồi đấy. Tại sao Vinmart, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop hay Viettel đang phủ kín khắp toàn quốc? Và cuộc chơi tiêu dùng nhanh là cuộc chơi hiếm hoi mà người Việt đang giành phần thắng trước khối ngoại. Mình đã từng đi xe máy về trên trục đường 5, có một siêu thị Thế Giới Di Động nhìn khá vắng vẻ, lần nào mình về cũng thấy thừa vắng. Trong một lần, ngồi nghe chú Tài, chủ tịch hội đồng quản trị của Thế Giới Di Động, giảng tại trường cũ của mình. Chú bảo rằng, hệ thống Thế Giới Di Động luôn dành một phần cho các thương hiệu Việt Nam. Và chú hy vọng rằng các thiết bị do người Việt làm ra sẽ được phủ kín các siêu thị Thế Giới Di Động. Hồi ấy thì điện máy xanh hay Bách Hóa Xanh vẫn còn chưa ra đời. Đó có lẽ là một lý do khiến Mobistar, Bphone, Vsmart, Shanhao hay Kangaroo đều và đã đang xuất hiện trong các hệ thống của Thế Giới Di Động. Tận dụng thương hiệu ngoại, bán thiết bị ngoại, mở rộng kinh doanh và tạo đầu ra cho sản phẩm Việt. Đó là chiến lược Việt nuôi dưỡng Việt. Mặc dù những sản phẩm của người Việt vẫn còn đang khiêm tốn trên kệ hàng, nhưng ít ra chúng ta vẫn có niềm tin để biết rằng sẽ không có một Big C thứ hai khi người Việt không quyết định được luật chơi nữa. Quay trở lại câu chuyện xe máy và ô tô, trên 98% dân số Việt Nam đang xài phương tiện của nước ngoài. Với gần 100 triệu dân, một thị trường khổng lồ đúng nghĩa, nguồn tiền của nước Việt đang chảy qua túi các quốc gia khác mà không được tái đầu tư được vào nền tài chính quốc gia. Toyota với lời hứa tạo ra ngành công nghiệp ô tô đã chả làm được điều đấy. Honda có thể giúp Vĩnh Phúc phát triển, nhưng điều đó khiến cho hầu như toàn bộ thị trường phương tiện của người Việt chỉ bó buộc vào nó. Nó vô tình khiến giấc mơ đi chiếc xe máy, chiếc xe điện hay là chiếc xe ô tô Việt Nam đang bỏ ngỏ bấy lâu nay. Trước khi VinFast ra đời, Vinatsuki đã thất bại, ít ai ủng hộ họ. Chúng ta sống trong một xã hội mà tao mà không làm được, tao cũng không muốn mày làm được. Giá như chúng ta vị tha hơn, kéo được hãng xe này ra khỏi vũng bùn, thì có thể có một kết quả sẽ khác. Có lúc, Vinatsuki chỉ thiếu 20 tỷ để vận hành nhà máy, cơ quan chức năng cũng đã giúp lắm chứ, nhưng lực bất tòng tâm. Bác Huyền, giám đốc của hãng xe Việt này, quyết định từ bỏ xe tải để chuyển sang xe con, một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Và rồi cũng không nằm ngoài dự đoán, Vinatsuki không thể bước lên được nữa. Khi Vinatsuki chính thức nói lời từ biệt, thì chúng ta lại đi trách móc lẫn nhau. Khi chúng ta để sân chơi của chúng ta cho các doanh nghiệp ngoại quốc định, thì chúng ta đã thua rồi. Mình từng quen một người anh, bố mẹ anh ấy quản lý quá chặt
32 tuổi đầu chưa từng quyết định gì cho bản thân. Đi du lịch Nha Trang, mất hộ chiếu, anh ấy ngồi thần người ra và khóc rưng rức. Nếu là mình thì mình sợ gì cơ chứ? Không tìm được thì nhảy xe khách về, coi như là đi xuyên Việt. Đưa anh ấy về tận nhà, gặp đứa em gái, nó còn sợ mình là kẻ bắt cóc. Mà em nó đâu có phải là con nít, gần 20 tuổi rồi. Chắc hẳn các bạn đã gặp nhiều người như thế rồi đúng không? Ví dụ đó chỉ là một câu chuyện bên lề, nhưng nó cho thấy rằng nếu chúng ta phụ thuộc quá nhiều, thể xác chúng ta lớn nhưng tâm hồn thì không. Dinh Mi từng đã có một thời điểm hoàng kim và ắt hẳn, nhưng thế hệ 9X đời đầu sẽ không quên những tựa mini game bất hủ trên đó. Và khi cơn bão Facebook ập đến, Dinh Mi tồn tại thoi thóp dần và giờ thì sống như đã chết. Chúng ta đã từng ủng hộ Dinh Mi và mạng hạ xã hội này là trường hợp hiếm hoi mà tất cả chúng ta đều tiếc. Giá như Dinh Mi thành công, có thể VPC bây giờ sẽ hoạt động trên đó chứ không phải là trên Facebook. Tất cả chúng ta sẽ không phải mòn mỏi chờ đợi một mạng xã hội thuần Việt như bây giờ. Trọng trách đó đang đặt lên Lotus, Gapo hay các mạng xã hội khác là quá lớn. Và có khi nó sẽ chẳng thể nào lớn nổi nếu chúng ta vẫn giữ vững những định kiến cay nghiệt. Facebook có hơn 70.000 nhân viên, trong khi đó con số đó ở Lotus mới chỉ là 600. Nhưng khi mới ra mắt được vài bữa thì đã có vô vàn những lời chỉ trích hướng tới Lotus. Người ta bảo rằng Lotus là một trò mị dân. Người ta bảo Lotus mang hướng một tờ báo nhiều hơn và có quá nhiều hạn chế. Người khác lại bảo đang yên đang lành dùng Facebook, tự nhiên sao lại lôi ra Lotus. Google Plus đã thất bại, Yahoo cũng đi bụi, thì đòi hỏi làm sao những mạng xã hội non trẻ của chúng ta có thể thành công. Nhưng mình nghĩ rằng thành công đôi khi không đến từ việc xếp thứ bao nhiêu, có đánh bại được đối thủ hay không. Thành công có thể là sự truyền lửa cho những thế hệ sau, dám làm và dám ước mơ. Hồi Samsung mới bước chân vào sản xuất smartphone, thời ấy thì Nokia, BlackBerry hay HTC nắm chùm. Samsung chỉ là một kẻ học việc. Nếu bạn nào là tín đồ của phim truyền hình Hàn Quốc, các bạn sẽ thấy những thế hệ chiếc điện thoại LG hay là Samsung nắp gập được xuất hiện cực kỳ nhiều. Người Hàn đã từng mù quáng ủng hộ Samsung, LG, để rồi các thương hiệu này đã làm một cuộc ép phê lịch sử trong ngành di động thế giới, đánh bại toàn bộ những cái tên đó. Samsung đã trở thành hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo cũng đang đi trên con đường mà Samsung đã từng đi. Người Trung Quốc ủng hộ những thương hiệu gà nhào của mình cực kỳ mạnh mẽ. Apple, Samsung hay Sony đều từ những gã khổng lồ rồi dần mất tích trên thị trường smartphone Trung Quốc. Và rồi thì giờ Huawei đang trở thành hãng điện thoại số má ở châu Âu. Xiaomi thì chiếm thị trọng lớn nhất ở thị trường Ấn Độ. Oppo chiếm vị trí thứ hai tại Việt Nam. Ngôi vương của Samsung đang bị đe dọa mạnh mẽ bởi Huawei. Hãng hoa vĩ này còn dám thách thức cả Google hay các hãng sản xuất chip của Mỹ hay Anh, hoa vĩ. Đơn giản là đã quá lớn để sụp đổ. Liệu chúng ta có ủng hộ được Vsmart, Bphone như vậy được hay không? Mình không chắc nữa. Nhưng thật là chua cay khi hàng ngày mình đọc được những bình luận, những chửi bới nhiều hơn là góp ý. Nếu mình là họ, có khi là mình đã kệ rồi. Đem giấc mơ smartphone Việt gần hơn để làm gì, có đáng hay không? Nói thế thôi, chứ yêu rồi thì không nỡ. Chẳng thà BKAV cứ yên vị tới an ninh mạng đi, Vingroup cứ làm bất động sản đi, tiền thu vào thôi, kệ đi. Thế nhưng, mình nghĩ rằng gần 100 triệu người dân Việt xứng đáng có những con người dám làm những điều vĩ đại hơn thế. FDI đổ vào Việt Nam ngày một nhiều. Ở Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, các khu công nghiệp mọc ngày càng nhiều và mức độ thu nhập của các công nhân cũng không phải là ít. Nhưng đất nước này cần nhiều hơn là việc bán sức lao động với giá rẻ mạt. Nhưng đầu tiên, muốn nghĩ cao, nghĩ xa hơn thì phải đút được cơm vào miệng đã. Các doanh nghiệp lúc thôi nôi cũng như vậy, cứ có sản phẩm đã, rồi mới từ từ nghĩ đến những sản phẩm phức tạp hơn. Một người có năng lực có thể chấp nhận làm công nhân, rồi họ đi học, rồi trở thành tổ trưởng, hoặc cũng có thể họ tích góp thu nhập, mở hàng quán gì đó chẳng hạn. Chúng ta bằng lòng với mọi thứ, an nhàn ổn định thì không ổn tí nào cả. So với những năm trước, các doanh nghiệp nội đã mạnh mẽ hơn. Một ví dụ cho chúng ta thấy sự lạc quan, đó là những năm trước, thị trường nhạc Việt chỉ tràn ngập K-pop, các ca sĩ trẻ cũng học theo phong cách ấy. Thế nhưng hiện nay thì V-pop cũng đã định hình được lối đi riêng với những con người dám tiên phong.
Dĩ nhiên là cũng không thể so kinh tế với âm nhạc được rồi. Người Việt đã sẵn sàng đứng sau lưng các doanh nghiệp Việt hay không chưa? Doanh nghiệp Việt đã chuẩn bị tâm thế kéo nền kinh tế Việt và giành lại thị phần hay chưa? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được những câu hỏi đó. Các bạn ạ, không có một đứa trẻ nào tự lớn lên, tự rèn luyện và tự giỏi giang được. Nó cần được bảo vệ, được góp ý và ủng hộ thay vì những lời cay nghiệt, chỉ trích và mũi giáo chĩa về nó. Doanh nghiệp Việt cũng vậy, họ cũng cần những lời động viên, góp ý để phát triển, chứ không phải những lời chê bai thiếu căn cứ. Mong rằng sau khi video kết thúc, bạn sẽ có cái nhìn dễ chịu hơn đối với những sản phẩm Việt và xem đó như là những đứa trẻ cần được thành người. Tới đây thì Bí Quyết Thành Công xin phép khép video lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.